Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và lâu lắm rồi em về một chiếc dòng xe Chopix Maric đến từ thương hiệu Pháp. Rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng xe Chopix. Thì cái đợt lô xe gần đây thì em rất là hiếm về. Thì nay em về được một chiếc. Đây là một chiếc em mới về, được sử dụng hàng trưng bày bên thị trường trong bên kia. Xe là xe mới nguyên bác nhá. Em đấu giá được một chiếc xe về hàng trưng bày. Rất là đẹp, dành cho bác sưu tầm những dòng xe mới. Và bây giờ xin mời mọi người cái chiếc xe. Vâng, thì trong thời gian vừa qua thì những cái mẫu dòng xe Chopix bên em, dòng xe Roadbike đua rất là hot. Thì bên em lô hàng vừa rồi rất là ít về. Mấy lô hàng gần đây rất là ít lắm nhá, có theo dõi để ý rất là ít. Thì nay em về một chiếc đấu giá ở bên thị trường bên nước ngoài, bên châu Âu. Thì cũng rất là lâu rồi bên được về một chiếc xe hàng trưng bày là mới 100% luôn bác nhá. Xe mới nguyên, mới nguyên bóc hộp từ xe ra, chưa sử dụng đâu. Cái mẫu Chopix Madrid thì em đã giới thiệu trong thời gian vừa qua rất là nhiều trong những video trước đây. Dòng xe Roadbike, dòng xe đua cao cấp đến từ thương hiệu Pháp. Tem vàng trên khung xe cũng còn nguyên bóc này. Xe chạy với bộ dây âm sườn cao cấp. Model của xe là xe Chopix Madrid nhé. Đây là những cái dòng 3D tem nổi bên trên khung xe. Có thể nhìn cái ánh quang thì nó chữ bên trên là chữ Madrid, các bác nhìn này, Chopix Madrid. Có là chưa thì tìm hiểu qua thêm. Với cái tông màu chủ đạo là tông màu đỏ đen. Tông màu đỏ đen nhá. Ánh nắng nó chiếu vào thì nó hơi màu đỏ nhạt một chút thôi. Nhưng mà đúng màu của nó là ngoài nó đậm hơn cái màu này nhá. Màu đỏ đen. Đây màu đỏ nha, màu đỏ này không này. Xe là xe mới nguyên các bác nhá, chưa qua sử dụng. Được thiết kế với phía đằng sau cái đuôi xe rất đẹp. Cái đuôi xe rất là gọn, xe nhìn này. Với màu tông màu đen lì rất là khỏe xe. Sử dụng với bộ khung nhôm cao cấp. Xe đến từ thương hiệu Pháp Chopix Madrid. Ở giữa khung được trang được thiết kế theo khung dẹp bằng phía đằng trước, giúp cho các bác có lực đẩy đạp tốt hơn. Những chấm bi trên khung xe điểm chỉ rất là nổi bật. Và riêng dòng Chopix Madrid thì đây là mẫu đầu tiên về bên em được về được chiếc xe mới nguyên, xe được hàng trưng bày bên thị trường bên kia, đấu giá bên kia về. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Chopix cái bản theo xe. Các nhìn là những chi tiết nhất của xe. Sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Tiagra. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Chopix cái bản theo xe nhé. Sử dụng với bên tay phải em cũng là một bộ tay lắp chính hãng của Shimano Tiagra. Đằng trước sử dụng với cụm phanh ba mảnh chính hãng của Shimano Tiagra. Xe mới về cũng là mới nguyên, phanh em chưa lắp lại, các bạn nhìn này. Đấy. Mới nguyên luôn nhé, phanh em vẫn còn để, chưa lắp vào đâu. Càng carbon, chấm bi. Càng carbon chấm bi, cũng là chính hãng Chopix. Sử dụng với vành nhôm hai lớp chính hãng của Chopix. May Zoytec. Lốp Canda. Lốp tiếp lên phải lốp còn mới rồi. Xe chưa sử dụng lốp còn mới nguyên không nhá. Gai lốp này. Đồ đĩa mới nguyên này, đồ đĩa của Shimano Tiagra. Gạt đĩa của Shimano Tiagra. Bê đan bạc đạn của Red Topex, hãng nổi tiếng chuyên sử dụng những cái dòng bê đan và vành bạc đạn. Củ đề sau là trang bị với củ đề Shimano Tiagra, trang bị với 10 tầng lip, lip xích là còn mới nguyên này. Đằng sau sử dụng với vành nhôm hai lớp của Chopix, lốp Canda,
Cọc yên là cọc carbon đó nhá, cọc yên và càng cọc carbon, khung nhôm, yên chính hãng của Chopic, cọc tông màu đỏ đen. Đó là chúng tôi đều có đúng của khung xe. Vâng, chúng tôi có đúng của khung xe là size 49. Chiều ngang khung là size 50. Thích hợp các bác cao từ 1m63 đến 1m7 đi vừa. Chào trang bị với 10 tầng lip, sử dụng với phun bọ group chính hãng của Shimano Tiagra. Lên lip đây. Lip xích là còn mới nguyên rồi. Xuống mít. Bên phải em sử dụng với 2 tầng đĩa. Đùi đĩa Tiagra gặp đĩa Tiagra, xuống đĩa. Lên đĩa. Carbon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua Chopic Madrid đến từ thương hiệu Pháp, sử dụng với khung nhôm, càng carbon, cộng yên carbon, full group chính hãng của Shimano Tiagra. Và lần này rất là hiếm về em về một chiếc dòng Chopic mới nguyên, xem được dòng trưng bày ở thị trường châu Âu, em mới về một chiếc. Và xe rất tốt bên em là 11,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bắt đầu công tác mẹ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại ngày mai.